100 tấn, thậm chí mỗi hecta nuôi đạt tới 200 tấn tôm một năm. Hoặc nếu nuôi ở mức độ rất bình thường, cũng có thể đạt được 80 tấn tôm trên một năm. Giới thiệu bà con đây là cái mô hình nuôi tôm công nghệ cao của công ty Đất Mai. Tại cái sông Hồng Kiều, đây là công ty Thành, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Quý bà con, đây là cái tôm 30 con ký. Và đó chúng tôi đã xuất cho cái tập đoàn CP Thái Lan. Sở dĩ nuôi tôm quá thành công và gần như không rủi ro là do bắt nguồn từ áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao theo hướng an toàn, sạch bệnh, giúp truy xuất nguồn gốc, giảm thiểu rủi ro dịch bệnh của ông Phạm Đình Trung. Và đây là cái hệ thống bể lọc. Trước khi nước được lấy vào, cắt vào trong cái hệ thống này. Các cái bể lọc này thì được xử lý bằng bát và phúc tím 20 ppm. Và cái nguồn nước này được đi qua các cái bương lắng lọc, tức là 13 cái lương lắng lọc, để cho cái mùn bã hữu cơ nó lắng tụ trước khi nó về cái ao dự trữ, ao sẵn sàng. Trước khi vào cái ao chứa lắng, để cái nguồn nước này đã đưa vào nuôi tôm thì chúng tôi đã xử lý bằng chlorine để diệt thấy các cái mầm vi khuẩn, mầm bệnh mà ở trong nước chúng ta không nhìn thấy được. Là một cái ao chứa, nước đã được khử trùng, đã rất là sạch sẽ. Do đó ở trên này chúng ta dùng những tấm lưới lan để che đậy ánh nắng, để nó sợ ánh sáng nó sẽ quang hợp mà tảo nó sẽ phát triển. Và cái nước này chúng ta phải cấp ngay trong một tuần. Nếu mà không một tuần chúng ta phải xả bỏ. Và đây là cái hệ thống ôm vào các cái hồ. Các cái hồ này là diện tích cỡ 1.000 mét vuông. Đó là chúng tôi nuôi theo cái công nghệ cao, có nghĩa là sao? Tức là chúng tôi chuyển giai đoạn, chuyển tôm vào ương 30 ngày chúng tôi chuyển qua giai đoạn 2. Giai đoạn 2 30 ngày chúng tôi chuyển về qua đoạn 3. Thưa bà con, đây là cái ao sẵn sàng. Ao này là tôi chuẩn bị cấp nước vào. Cấp nước vào thì xong thì sẽ đưa cái tôm cỡ 200 con vào cái ao này để chuyển giai đoạn. Nuôi tiếp trên 30 đến 35 ngày. Việc kiểm soát chất lượng nuôi tôm bằng vi sinh, không sử dụng kháng chất là hướng đi bền vững trong nghề nuôi tôm. Mô hình còn giúp người nuôi đảm bảo về truy xuất nguồn gốc con tôm, làm chủ quy trình công nghệ nuôi theo tiêu chuẩn tôm sạch để có thể xuất khẩu. Thực tế, những năm qua, dịch bệnh trên con tôm khó kiểm soát, một phần do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, một phần do môi trường nước vùng nuôi tôm bị ô nhiễm trước tình trạng nuôi tôm tự phát, manh muốn. Từ sự tư vấn của công ty cổ phần, ông Trung vào miền Tây học tập kinh nghiệm về mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Ông chia sẻ, đã nhiều lần học hỏi, áp dụng các quy trình cải tiến kỹ thuật nuôi, ao nuôi, nhưng đây là lần cải thiện mà tôi thấy tự tin nhất. Mô hình nuôi tôm công nghệ cao với quy trình, kỹ thuật nuôi, hệ thống thiết bị, máy móc vận hành tự động rất tiện ích. Môi trường nước trong nuôi tôm phải đảm bảo và là yếu tố quyết định. Không phải cứ công nghệ cao là thành công, mà phải hội tụ nhiều yếu tố. Quan trọng là khâu xử lý nước trước, trong và sau khi nuôi. Nếu xử lý tốt nguồn nước đầu vào sẽ giúp kiểm soát được dịch bệnh trên con tôm, nhất là bệnh phân trắng, bệnh gan. Trước khi cấp nước vào trong cái hồ, dù có an toàn chăng nữa thì cũng phải có một túi lọc này rất là mịn. Do đó để ngăn chặn các cái mùn bã hữu cơ, đó quý vị là coi như một ngày phải rửa nó một lần như thế. Con công nghệ cao tất cả phải dùng các cái máy oxy đáy. Đây quý vị nhìn thấy đây là hệ thống của oxy đáy. Toàn bộ hệ thống xử lý nước, cho ăn, sục khí, làm sạch môi trường nước, xử lý chất thải trong ao đều theo quy trình tự động. Hệ thống camera giám sát toàn bộ quá trình nuôi, chăm sóc, cho ăn, kỹ thuật phòng bệnh, đánh thuốc bổ cho con tôm. Đưa áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào trong cái nuôi trồng. Cái đó chúng tôi dùng cái thức ăn bằng máy. Cái này chúng tôi định lượng cái cỡ tôm và cái thức ăn cái size cỡ bao nhiêu. Thì bình quân 5 phút thì chúng tôi máy này tự động nó cho ăn. Và không có tốn cái lực lượng lao động. Đây là kho chứa thức ăn, do đó chúng không nhập nhiều. Nhập ăn trong 10 ngày thì hết là chúng ta nhập đi khác, không để lâu. Không để lâu cái vật chất nó bị kém chất lượng. Và tất cả ví dụ như trồng thì không có cái máy để trồng thức ăn, trước đây ta dùng bằng tay, tức là cổ cho người lao động. Nhưng hiện nay tất cả đều có cái máy giúp đỡ. Chúng tôi hy vọng rằng
trong cái phần nền nông nghiệp cái công nghệ 4.0 á phải đưa vào, cố gắng thế nào cho cái nền khoa học kỹ thuật nó áp dụng được trong cái nuôi tôm, ví dụ như các cái chỉ tiêu sáng ngày thì gì mình đo được thì rất là đỡ cái công lao động và chúng ta quản lý từ xa được. Cái hồ đang nuôi đều phải có được lên bảng hàng ngày, sau đó ghi chép vào cái nhật ký đơn cử như hôm nay cái hồ này sáng ăn 79 kg, rồi chiều ăn 78 kg nữa, thì tổng cộng đây là sáng và chiều là 140 kg. Bên cạnh đó có những cái chế phẩm sinh học kèm theo, ví dụ như vôi dolomit hay là các zitamin hay là các khoáng chất để kèm theo bổ sung cho nó, trời nắng nóng mà, do đó tuyệt đối không dùng kháng sinh. Và tất cả ao hồ đều theo dõi qua màn hình. Đây là cái tôm giai đoạn 2. Do đó hôm nay là tính ra thì được cỡ 48 ngày. Ngày hôm nay là được 48 ngày. Quý vị nhìn là nó là sáng bóng. Đây là cái đang lột vỏ đây. Thức ăn đầy. Rồi, tôm này nếu mà muốn về xây 30 con ký thì nó chỉ nằm cỡ trong khoảng 35 ngày nữa, 40 ngày nữa thì có thể xuất khẩu được. Có đẹp không? Đó, đó, quá đẹp. Có đẹp luôn á, dạ. Quay lại mà. Đẹp quá. Thôi cô giáo. Trại tôm ông đã xuất bán thí điểm lưới tôm đầu tiên 17,5 tấn và dự kiến xuất bán lưới thứ hai tầm 25 tấn tôm thương phẩm. Mỗi lứa từ khi thả nuôi tới 80 đến 96 ngày là xuất bán, đạt trọng lượng từ 30 đến 35 con một ký. Ông dự kiến sẽ đầu tư thêm một khu nuôi tôm công nghệ cao tại khu vực lân cận xã Duy Nghĩa. Tuy đây là mô hình đã được áp dụng rộng rãi ở các tỉnh thành, song tại Quảng Nam chỉ mới manh nha một vài nơi. Thiết nghĩ cần nhân rộng để giúp người nuôi chủ động công nghệ, kỹ thuật, thị trường, đầu ra, tạo con tôm sạch, dễ dàng xuất khẩu, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, đất đai hạn hẹp, ô nhiễm môi trường nước, không khí ngày càng nghiêm trọng. Nếu mà cái mô hình này phát triển tốt thì chúng tôi sẽ nhân rộng cái mô hình này ra trên các khu vực đây. Tôm này chủ yếu là xuất khẩu, thứ hai là bán cho các thị trường lớn. Do đó quý bà con mà nếu có nhu cầu xin liên hệ qua chúng tôi, địa chỉ là 125 Điện Biên Phủ, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, hoặc trực tiếp tại cái trang trại tôm ở đây. Tất cả ở đây thuộc về ông Kiều, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Số điện thoại là 0913 484 793. Quý vị cái liên lạc qua đây, những nhà phân phối lớn thì tôi cũng mong được hợp tác đầu tư cùng quý vị, và xin chân thành cảm ơn quý vị.